Hiện tại, fan hâm mộ đang rất nóng lòng mong chờ vào dự án mới của Tiêu Chiến, Ngọc Cốt Dao. Bởi lẽ ngoại hình của Tiêu Chiến rất phù hợp với các vai diễn trong bộ phim mang đề tài cổ trang, khí chất của anh toát ra vẻ thư sinh, nho nhã. Gần đây, những hình ảnh hậu trường trong dự án phim truyền hình mới của Tiêu Chiến liên tục bị lộ trên các trang mạng. Trong tạo hình lần này, trang phục trắng với hoa văn thêu lụa vàng trên chiếc áo bào giúp Tiêu Chiến toát lên dáng vẻ thanh cao như một tiên tử. Mặt thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, nhiều fan hâm mộ đã dùng câu văn này để miêu tả về vẻ đẹp của Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao. Tuy nhiên, trái ngược với cơn mưa lời khen của fan hâm mộ, dân mạng xứ Trung lại buông lời chê bai, bày tỏ tạo hình này trông Tiêu Chiến thật thiếu nam tính. Nhân vật trong phim Trung Quốc hiện giờ nam không ra nam, nữ không ra nữ, trông thật éo lả, thế mà fan hâm mộ anh ta khen tận trời xanh. Xưa kia, nam thần nước ta mạnh mẽ, nam tính làm sao, còn giờ thì hết nói nổi. Bắt chước Hàn Quốc nên mới thế đấy. Đây chẳng phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến bị mỉa mai như thế. Trước đây, nhân vật làm nên tên tuổi của anh chàng là Ngụy Phô Tiện trong Trần Tinh Lệnh cũng bị khán giả ném đá là quá nữ tính và éo lả. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng, Tiêu Chiến từ sau khi nổi tiếng hơn qua bộ phim truyền hình Trần Tinh Lệnh thì tài nguyên đến không ngừng. Anh chàng cũng nhờ vào vai diễn Ngụy Phô Tiện của năm 2019 mà nhận được khá nhiều giải thưởng và nhận được sự nhận định của nhiều bậc tiền bối trong nghề. Nói đến Trần Tinh Lệnh, không thể không nói lời khen ngợi đến toàn đội sản xuất vì mỗi một trang phục, đạo cụ đều khá đặc sắc và đẹp mắt. Tiêu Chiến trong tạo hình Ngụy Phô Tiện đã nhận được không ít lời khen cũng như lên hot search với tạo hình đó vì vẻ ngoài điển trai được phát huy triệt để. Tuy nhiên khi đến với Triều Tiên, đấu la đại lục thì gặp phải không ít sự chê trách từ khán giả. Nhiều dân mạng đã không ngừng ngại nói rằng tạo hình đỉnh phong nhất của Tiêu Chiến là Ngụy Phô Tiện trong Trần Tinh Lệnh. Điều đó có phải thật hay không? Bên dưới chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua vài tạo hình cổ trang từ hiện tại của Tiêu Chiến đến trước hiện tại. Còn bạn cảm thấy tạo hình lần này của Tiêu Chiến trông như thế nào?